theo thì chúng ta đến cái phần static template. Thì tương tự như bài trước thôi. Đây có một cái lưu ý cho các bạn rất hay nữa là các bạn đây, mỗi cái bài thì nó đều có những cái phần ví dụ. Bạn có thể chạy demo trực tiếp ở trên này, trên trên ấy này. Trên trên angola.github.io thì nó có cái link cho từng bước của chúng ta này. Đấy, và cái phần code này, show different này, nghĩa là cái phần giống như các bạn show ở git ấy, những cái phần chỉnh sửa của mình ấy. Đấy, thì cái bước này nó khác như gì, có gì khác đúng không ạ? Đấy, thì bước không code nó như thế nào, code hoàn chỉnh nó như thế nào đây, đó. Đấy, thì mình cần bổ sung thêm là cái nào gapp này đó. Đúng không? Đây là cái cấu trúc HTML. Đấy, là mình cần bổ sung thêm cái đoạn này này đó, và bỏ cái dòng này đi, thêm dòng này giống như các bạn dùng hit thôi. Dùng git thôi. Git thì nó cũng có cái phần cho các bạn so sánh compile code ấy, cái phần khác đúng không ạ? Thì tiếp theo mình đến cái phần static. Thì ở trong cái file index chúng ta bổ sung thêm cái HTML này vào. Đây, copy này. Bổ sung thêm cái HTML vào. Thì đây là HTML tĩnh này. Thì các bạn đã ra trình duyệt ra browser, các bạn đi loát lại thì nó cũng hiển thị lên đâu. À, thì đây là cái template HTML tĩnh. Tiếp theo thì chúng ta sẽ dùng Angular template. Đó, đây là một cái HTML thông thường. Bây giờ chúng ta nhúng vào Angular JS như thế này. Đây thì ở đây các bạn cũng có thể show cái phần code này. Đấy, để xem là các bước của mình làm có đúng hay không. Đó. Đây, đấy, thì ở đây có một cái nữa là các bạn cần phải bổ sung thêm cái body này. Body padding này và CSS này. Đó. Thì trong này có một cái mình tạo ra một cái trong folder app đúng không ạ? Folder app thì mình cần tạo ra một cái file là app.css đúng không ạ? Đấy thì back. Thì ở cái phần code này thì họ không nói đến này, phần doc họ không nói đến, đi mình sâu cái phần different code này để xem là mình đã gõ đúng cái code của nó chưa, đúng không? Và mình biết được cái code nó hoàn chỉnh như thế nào. Step này. Đấy, tiếp theo là chúng ta sử dụng Angular template thì nó sẽ như thế nào. Đấy. Thì đây là cái code Angular template nó hoàn chỉnh nó sẽ như thế này. Đã. Thì Angular nó cũng là một cái framework MVC thôi, Model View Controller. Đây thì các bạn bổ sung này. Các bạn copy từng cái một này. Đây, file index app index đây. Đó, thì chỗ này mình cần thay đổi lại này. Đó là ng phone card này. Đó. Phần head thì vẫn giữ nguyên này. Phần body mình bổ sung thêm ng controller phone card này. Đây, body này đúng không ạ? Tiếp đến là ng vpage phone card in phone đúng không? Các bạn copy này này. Đây là cái tính là cái cấu trúc HTML tĩnh mình vừa thêm vào đúng không? Bây giờ mình thay thế bằng cái template của Angular. Đó. Xong cái phần template này. Tiếp đến là mình phần cần bổ sung cái phần model và control. Thì mình tạo ra một cái file là app.js trong app này. Đó. Trong folder app mình cần tạo ra một cái file app.js này. Đó. Đây. Thì các bạn cũng copy cái CSS này vào thôi. Đó. Đây, mình xác định cái phone card app đúng không ạ? Thì angular.model phone card app thì chính là cái này. Đây.
cái NG đây. Đấy, mình cần phải xác định cho nó này. Một cái controller đây. Mình tạo ra một controller là controller phone lead controller đúng không ạ? Đây, nó chính là cái phần này, phone lead controller đây. Đó. Thì trong này nó có một tập lead đúng không ạ? Một mảng là phone. Phone đây, mình khai báo với biến scope này. Đó. Scope.phone này. Đó. Trong nó có name này. À, snippet này đúng không? Thì đây mình hiển thị ra name này, phone.name.snippet này đó. Còn bây giờ mình tùy loát lại thì nó sẽ hiển thị ở đây. Đây là HTML tĩnh đúng không ạ, template tĩnh để dùng những Angular này đó. Nó đang bị ra cái code này đúng không ạ, thì nguyên nhân là đâu? Nên là mình chưa nhúng cái app, mình chưa nhúng cái thằng app vào đây. Và nhúng thêm cái thằng app.css đây rồi. Thế này sai rồi đây, inspect cái này không có folder phone card đây xem nào, đọc là viết gì thêm nào. Đây là chỉ là giải thích thôi. Đó. Đây là phần test này. Thì các bạn có thể show cái phần này lên. Đó. Show cái phần code different này. Đó. Thì xem mình viết có đủ đúng hay chưa. Logic này, logic này là dụng là cái trường hợp cái hạn chế cái sự lỏng lẻo của JavaScript. Nếu các bạn viết nó không chặt chẽ thì nó sẽ phong lỗi luôn. Đây, app mình viết đúng rồi đúng không ạ? À, mình không biết sao. Index này. Con chung lên FVM repeat là biết đúng mà không sai đi, tại sao nó không chạy ra? Ở đâu mình viết sai, nhúng sai cái rồi thử một cái này đúng không ạ, rồi nó work đúng không ạ, okay.